thị trấn Ngọc Lặc sơ kết thực hiện các phong trào phát triển kinh tế xã hội và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2026, tuyên truyền trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung. Xác định thi đua chính là động lực để thúc đẩy phát triển, nên trong những năm qua, ngoài thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động, thị trấn Ngọc Lặc còn linh hoạt, năng động, sáng tạo, nỗ lực, ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào của huyện và địa phương phát động, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ 9 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Nổi bật như các phong trào xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trồng cây xanh nơi công cộng, ngày chủ nhật sạch, chỉnh trang khuôn viên, tiếng cảng bình yên, phong trào làm đường bê tông hóa, chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, phong trào xây dựng cổng chào cổng làng, phát triển trang trại gia trại. Những kết quả thu được từ các phong trào thi đua đã trực tiếp tạo động lực lớn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cơ cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 ước còn 5,5%. Đến nay trên địa bàn thị trấn có 15/24 khu có cổng chào. Chỉ đạo các khu phố tích cực thực hiện các phong trào chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, ước tính kinh phí thực hiện trên 349 triệu đồng. Bê tông hóa được 34.904 mét đường trong các khu, lắp đặt được 34.253 mét đường dây điện với 1.169 cột điện và 1.368 bóng đèn tại các trục đường giao thông công cộng. Thực hiện các phong trào, nhất là phong trào ngày chủ nhật sạch, hàng rào xanh, trồng cây xanh nơi công cộng, thị trấn đã tổ chức cho các đoàn thể, các khu phố đi thăm và học tập kinh nghiệm tại một số địa phương làm tốt như xã Ngọc Sơn và một số xã khác tiêu biểu thực hiện tốt phong trào trong và ngoài huyện. Thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra chéo giữa các khu phố, qua đó trao đổi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp, cách thực hiện phong trào để kịp thời nắm bắt, đề xuất giải pháp, tháo gỡ những khó khăn bất cập. Đến nay, toàn thị trấn đã trồng được 16.760 mét các loại cây chè mạn, mắt ngọc, sâm bụt dọc các tuyến đường trục chính. Đây là điểm nhấn tạo nên cảnh quan xanh mát. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, thẳng thắn nêu lên những khó khăn và thể hiện sự quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2023-2026 đề ra, đồng thời tổ chức tuyên truyền trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn. Dịp này đã có 15 tập thể, 52 cá nhân được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công trình phần việc chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng bộ thị trấn và có thành tích tiêu biểu thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội.